Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Nay mình vừa mới chế xong cái bộ kích sinh chuẩn, inverter sinh chuẩn để dùng khi mất điện rồi nha. Cái này chạy quạt nó ok nha, không kêu như sóng sinh kia đâu nha. Cái này sinh chuẩn 100% á. Đây, đây là cái điện áp của mình rất to luôn các bạn. Để mình test cho các bạn xem nha. Cái bóng 200W kia. Hiện tại mình đây mình đang chạy với 4 phép rồi nha. Đây 1404, hai con bên này và hai con bên này nha. Nguyên tắc của con này là chạy theo kiểu cầu hát á. Mình bật cho các bạn xem nha. Đấy, nó sáng từ từ lên á, xin chuẩn nó sáng từ từ lên. Để cái này đo điện áp này. Đây đây. Điện áp đấy 208V, mình đang tải rất nặng nên là bình yếu. Y này, Y max là dòng điện tiêu thụ, tần số 50Hz này. Đây là nhiệt độ nhá, nhiệt độ nó đo ở đây này, các bạn có cái mắt đo đây này. Đó, mình chỉ này. Cái này mình dùng bo EGS 002 ấy. Nó chính là cái bo này đây. Các bạn muốn tìm mua nha, cái này nha, ở trên Sendor và Shopee rất nhiều nha. Các bạn ghi chữ EGS002 là ra nhá. 002, 03 là nó vào nhau nhá. Hai loại. Cái này trên Shopee và Sendor có rất nhiều nha các bạn nha. Để tìm này. À. Tí mình sẽ nói đến quận miền Nam như nào nhá. Đây cái bo này mình làm. Mình mua luôn cái bo mạch ở trên Shopee, Sendor. Bo này bị lỗi một tí này. Này bị lỗi mình hàn lại. Là mình hàn đi hàn về, hỏng gần như là hỏng hết cả mạch. Một phép thì chết rất nhiều luôn. Bị lỗi ở chỗ này một tí là mình tháo ra là mình cắm điện vào nó bị lỗi. Đây là con giảm dòng áp. Con này con 12V này, con này con 5V này, con này con chạy quạt thôi nha. Đó, chỉ vậy thôi. Bên này đang có 4 con, mình đang thiếu. Con này là hai con bên này. Con này chạy theo kiểu cầu hát. Công tắc của mình. Xin chuẩn nó lên từ từ rồi các bạn ạ. Giờ mình cắm quạt cho các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ nói đến cái phần quấn biến áp như thế nào nhé. Đây nhá các bạn nhé. Đây cái quạt của mình kia. Rồi anh bật nhé. Đó, nó lên từ từ. Quạt chạy rất êm luôn các bạn ạ. Cực kỳ êm luôn ạ. Với 2 MOSFET này, 4 MOSFET này mình chạy. Bình của mình đây, cái bình này của mình cũng yếu rồi. Nó cũng lên rất là cao luôn ạ, dòng ạ. Đây giờ mình đo cho các bạn xem nhé. Đây, bật này. Đo dòng ở đầu ra nhé. Lên tận 20A. 20,5A. Đây cái dòng đầu ra 20,5A để vào biến áp này để đuôi cho thành 200W ở kia. Thế cho nên là cái này phải rất nhiều là mất phép nhé, không là cháy ấy. Cháy là chuyện thường nhé. Mình đã tốn bao nhiêu con mất phép 3205 vào đây ấy. Đây cái bo EGS2002 của mình. Mình mua cái bo mạch đỏ đỏ thế này ấy. Các bạn cũng lên Sendor cũng có nhé. Có cả hẳn cả bo luôn và mất phép luôn là 600K. Có luôn trong đấy nhá. Nếu mà các bạn mua riêng thì phải các bạn liên hệ cái này nhé. Và cái bo này cũng có luôn nha. Mình sẽ cho đường link các bạn mua cái bo mạch dưới này nhé. Đường link của mạch này, đường link của shop nhé. Các bạn vào tìm nhé. Rồi, đến phần biến áp của mình nói nhá. Biến áp này là của mình hiện tại đang ở diện tích của biến áp này là 23,5 cm vuông nhá. Cái này là E35. Đây. Nó là nó nằm thế này. E35 nha, 35 là đo cho cái lõi dưới là 3,5. Đó. 23.
phải 5 cm nhá, mình đang quấn nha. Đầu này là mình đang quấn ra là điện 220V đó, là 420 vòng. Đầu này nếu mà xin chuẩn là cái này là chỉ 6,5V nha. Cái này là 6,5V. Đây các bạn đếm đấy thấy luôn. Đây, đây 12 vòng. 6,5V, 12 vòng để vào cầu H này. Đây. Còn cái dây này mình tính là 0,7. Chuẩn 0,7 là quấn vừa luôn đấy. Của lò biến áp rồi nha. Các bạn muốn xem cách quấn lại ấy, mình tính toán để mà quấn ấy. Ở video trước mình đã có rồi nha. Khá lâu rồi, video này cách đây 1 năm ấy. Các bạn xem lại nhé. Chỉ số sai số này không quá lớn đâu nha. Các bạn mà quấn xong các bạn thì cần cho hai cái đầu với bé này vào định lưới của mình ấy. Là ra cái đầu này là 6,5 là ok. Làm chuẩn từ đầu ấy, là 6,5 nha. Mình tính toán là không phải quấn lại thêm bớt thì đúng 6,5 luôn, ra đây luôn ấy. Cả đầu này cũng vậy. Đầu này vào 220V thì đầu này ra 6,5. Và vào cái bộ kích này, bộ xin chuẩn này thì đây đây nó có một chiếc áp rồi nhá. Bể tí. Đó. Nó chỉnh cái độ bao nhiêu volt nữa. Chẳng hạn như là mình sử dụng ở tầm 200 cho đến 230V nữa, mình chỉnh cái đó này. Quá là bo này sẽ ngắt nhá. Mà thấp quá bo này cũng ngắt luôn nhé. Đây hai cái dây này là hai dây nhận diện điện áp vào để cho bo này điều khiển đó. Hai dây đây nha. Hai dây này nối vào đây để dẫn nhận diện điện áp ra. Ban đầu mình mua nhá, mua cái bo EGS này. Đây nó không có màn hình này nhá. Vì sao mình đặt cái khác mình bật cái bo này ấy, thì nó có cái màn hình này. Giá cái bộ bo này đến tầm 160-170 thôi. Bữa trước mình đã cũng làm thử một cái vào đây. Đây cái bộ này. Bộ này là bộ kích. Đây chính nó là cái bộ này. Mình vừa chế xong bo mạch này mua trên Sen Đỏ hoặc là Lazada đều có nhá. Bộ này là bộ kích cho nhá. Từ 12V lên 350V DC ấy. Chân ra 350V DC mở quá rồi đấy. Cái này bộ kích là kích qua đây để tạo sóng xin chuẩn ở đây. Mình làm chưa thành công cái bộ này đây. Mình làm chưa thành công cái bộ này nhá. Bộ này là vào là điện vào là 350V, điện ra là 220V. Đây chân điện ra đây các bạn. Đó, chân điện ra. Đây chân vào có tụ này. 350V. 350V đây nha. Con này chạy 2, 4, 6, 8 con MOSFET. Công suất rất lớn đó. Con này phải tầm 3000W trở lên đó. Riêng là bo này bo để tạo cầu hát cho để mà dùng thôi. Còn bo này là bo kích lên để nuôi cho cái bo cầu H này. Tạo tần số, bo cầu H này tạo tần số 50Hz. Để mà quấn cái bộ này thì rất dễ nhá. Hoặc các bạn tận dụng lại cái li oa. Cái li oa mà tròn tròn ấy, quấn biến áp xuyến ấy, các bạn chỉ quấn lại là được. Như mình kia đang có mấy cái kìa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ở góc kia. Kia có còn 2 khí. Nếu mà mình rảnh rồi mình sẽ làm một con như thế. Ngón kích emitter lắp cái bộ này vào. Bộ này mình không làm được, mình chuyển đổi thành 12V để lắp vào. Chạy 4 MOSFET. À 8 MOSFET. 8 MOSFET với MOSFET lớn là MOSFET 290N08. Lắp vào đây 8 con để dùng thử như nào. Để nào chế xem bo này vào cái bo này xem chạy được không ạ. Bây giờ mình đang khó phần cái bo này tạo ra chạy cho bo này. Để mà đúng với tần số nó ở đây ấy. Mình làm thử vẫn chưa được. Làm sao mình làm được mình quay cho bạn xem nhé. Còn không làm được mình không quay đâu. Cái này. Còn mình chuyển đổi về 12V hoặc 24V. Cái này cũng vậy nha các bạn nhé. Cái này có thể là tăng lên 24V nhé. 24V thì cái này các bạn phải quận lên 13V. Quận lên quận. Quận đầu vào này. Quận đầu to, dây to ấy. Thành 13V nhé. Các bạn có đồng lá quận thấy tốt hơn. Mà không có cái quận cái dây này. Hiện tại mình đang dùng cái dây này là dây 2 ly rưỡi.
hai lít rưỡi, hơi cứng, quấn khó, quá khó luôn các bạn. Chỉ có vậy thôi. Đó. Này xin chuẩn đến lên rất từ từ luôn. Các bạn mà nào mà đã dùng thì biết. Đó. Cái này mất điện thì dùng quá ok. 4 tụ này. Đây, 2 dây ra biến áp này. Có gì mình sẽ cho đường link ở trong shop này, các bạn mua này về nhé. Các bạn tự chế này quấn vào là làm được không? Rồi, ok nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Mất rất nhiều kinh phí luôn các bạn. Nhưng mà người xem thì ít. Người đăng ký cũng ít luôn đấy. Comment thì cũng vừa phải thôi nhưng mà mình thấy nhiều ít người xem quá. Nên là không có hứng thú làm. Mong các bạn hãy đăng ký kênh và để xem để mình có tiếp tục những video khác nha, hay hơn nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha.